Chào mừng quý vị đến với kênh Đá Cầu và Cầu Mây, kênh thể thao tổng hợp Phương Vi Sport của chúng tôi. Và ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta đến với một trận đấu của hai ông lãnh đạo. Ông áo đỏ bên kia lưới là ông Trần Trung Hiếu, chủ tịch câu lạc bộ Thành Nam. Còn ông bên này lưới là ông Đức Cầu Mây, chủ tịch câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ. Và đề ngày hôm nay các bố đá với nhau đó là đề một chạm. Tỷ số này đang là 1-0. Đức Cầu Mây là một trong những vận động viên có thể lực như chúng tôi đã đưa ở những clip trước. Vì thế mà anh có thể đá cả buổi chiều không biết mệt. Đương nhiên là đối thủ của anh cũng không phải là dạng vừa. Trần Trung Hiếu là một trong những vận động viên có kỹ thuật và sự tinh quái của mình. Nếu thể lực thì có thể không bằng Đức Cầu Mây, nhưng Trung Hiếu lại có lợi thế là sân nhà và cầu nhà. Ăn cầu. Rõ ràng là Trần Trung Hiếu đang khai thác vào chân trái của vận động viên Đức Cầu Mây khi vận động viên Đức Cầu Mây không đá được hai chân. Ngoài. Trung Hiếu vẫn đang có hiện tượng là thử đo. Lối đá của anh vẫn đang thăm dò đối thủ nhiều hơn. Bốn hai rồi. Rất hay. Rất khó chịu. Trung Hiếu là một trong những vận động viên có độ tinh quái. Anh chính là đương kim vô địch giải đá cầu Thành Nam mở rộng năm 2024, nội dung đôi nam lão tướng đá một chạm. Vì vậy cho nên việc mà anh đã thách đấu với Đức Cầu Mây một chạm cũng là cách để anh thử xem mình còn giữ được phong độ hay không. Rõ ràng Trung Hiếu đang có lợi thế là đá được hai chân, trong khi anh Đức Cầu Mây chỉ đá được một chân phải thôi. Đấy. Rất hay. Tỷ số 4-6 rồi. Rõ ràng là cầu Nam Định đang làm khó vận động viên Đức Cầu Mây khi anh đang tỏ ra xuống sức nhanh do quả cầu này khá là nhẹ và bị ảnh hưởng bởi gió. Đức Cầu Mây đang đá quen cầu 93 của Hà Nội. Khi anh đá cầu này, anh đã vấp phải một trong những quả cầu khá khó xử lý, đặc biệt là lối đá một chạm. Cầu đi chậm hơn rất nhiều. Ngoài. Nhưng nếu là cầu 93 thì anh là một con người khác thật sự. Chúng ta đang cần một sự tỉnh táo của cả hai vận động viên. Một người đang yếu dần, còn một người thì đang có vẻ bị lối đá của đối phương thu hút.
Kính thưa quý vị, trong thể thao nó có một điều rất là buồn cười mà cho đến bây giờ là khoa học đã chứng minh được điều đấy. Đó là khi bản lĩnh thi đấu của một người nào tốt hơn, ngay lập tức người đối phương có thể là tốt hơn về kỹ thuật hay thể lực, sẽ bị cuốn vào lối đá của người đó và gần như là không có một cách nào mà thoát ra nếu chúng ta không có biện pháp nào hợp lý. Ví dụ như chúng ta xin nghỉ giữa hiệp chẳng hạn, thì có lẽ như chúng ta thấy Trung Hiếu đang bị cuốn vào lối đá của vận động viên Đức Cầu Mây. Chúng tôi cảm giác như vậy, mặc dù anh có kỹ thuật tốt hơn và sân nhà. Mà trong khi đó Đức Cầu Mây đang là vận động viên đang xuống thể lực rất rõ ràng. Nhưng chúng tôi cảm giác như Trung Hiếu đang bị cuốn vào lối đá của... Đấy, chúng ta cần một sự tỉnh táo thật sự vì Trung Hiếu đang đá được hai chân, còn Đức Cầu Mây chỉ đá được một chân thôi. Và anh đang có biểu hiện của việc xuống sức. Liệu rằng trong nội dung đá một chạm như thế này thì anh có vượt qua được Trung Hiếu của Nam Định hay không? Chúng ta sẽ chờ cuối trận đấu này. Rất khó chịu. Ngoài. Xin tí, giữ đây. Rồi.
Rõ ràng là cả hai vận động viên đang xuống sức rất là nhanh. Một chạm là một trong những lối đá tưởng đơn giản, nhưng mà đây là lối đá đòi hỏi các vận động viên phải có một nền tảng thi đấu rất là tốt về sức khỏe. 15 đều rồi. Trong tình huống cầu vừa rồi chúng ta thấy quá căng thẳng. Phải đến 15 chạm giữa Trung Hiếu và Đức Cầu Mây. Rất nhanh. Gần 20 chạm thôi. Quá căng thẳng. Rõ ràng là sự lì lợm của Đức Cầu Mây đã thể hiện ở tình huống cầu hơn 20 chạm vừa rồi. Phải nói là các anh đang thể hiện một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Quên, xin lỗi quý vị, rất cao. Đức Cầu Mây đã thể hiện sự mệt mỏi trên đôi chân của mình trước một đối thủ già dơ hơn rất nhiều. Thiệt thòi của anh chính là việc anh chỉ đá được một chân, trong khi đối thủ của anh đá tốt cả hai chân. Chính vì vậy cho nên đó đã khiến anh phải di chuyển hơn rất nhiều. Ngoài. Trung Hiếu đang vắt thể lực của Đức Cầu Mây qua những đường cầu dài. Rõ ràng là Trung Hiếu có lợi điểm đá hai chạm. Hai chân, xin lỗi quý vị. Một quả rất khó chịu của vận động viên Trung Hiếu. Đây, đây anh ơi. Liên tục là phải chuyển nước giữa hai vận động viên. Anh Đức ơi, nước này. Mười bảy đều rồi. Huấn luyện viên trưởng Trần Trung Hiếu là có ông Trần Trung Hiếu là ông Quang Chiến Phạm đã ra tận sân để trách móc học trò của mình. Đức Cầu Mây là trong một trong những vận động viên có thể lực rất tốt. Một quả mỹ nữ soi gương rất là đẹp của Trung Hiếu nhưng rất tiếc là cầu ra ngoài. Đức Cầu Mây là vận động viên đá cả cầu mây. Xuất phát điểm của anh là cầu mây. Chính vì thế cho nên anh có biệt hiệu là Đức Cầu Mây. Ngoài cầu. Đỉnh cao nhất sự nghiệp của anh Đức Cầu Mây đó là anh đã á quân giải vô địch đá cầu Hà Nội năm 1990, tôi nhớ không nhầm là tầm 94. Á quân của thành phố Hà Nội năm 94. Và từ đó đến nay anh không còn tham gia với một quả rắc dây dày. Căng thẳng vô cùng. Sau trận đấu này cả hai vận động viên sẽ nghỉ, sẽ không thể thi đấu được nữa. Tôi khẳng định một điều như vậy. Mặc dù Đức Cầu Mây mới chỉ đá được hai trận, nhưng mà cả hai trận anh đều gặp hai con quỷ. Không, con quỷ đầu tiên mà anh phải gặp đó là vận động viên Trần Đình Cường, vận động viên được mệnh danh là người không phổi của câu lạc bộ Thành Nam. Còn trận này anh đang bị dẫn với tỷ số 20-19 rồi. Đối thủ của anh là nhà đương kim vô địch một chạm Trung Hiếu. Thôi, trận đấu kết thúc với tỷ số 21-19 chung cuộc anh.